Cái table form hồi nãy đây, chúng ta tiếp với nó là chúng ta qua chúng ta làm với drop down list. Mở lại index.cp đi mọi người. Hồi nãy là xong được radio rồi, bây giờ tới drop down list. Rồi, vậy thì bây giờ chỗ này, bây giờ chỗ này gấp dòng nó xuống nữa nha, cho cái chỗ này là cái quyền. Rồi, gấp dòng xuống nữa cho nó là rồi, gấp dòng xuống nha. Quay lại index, gấp cái getter lúc nãy xuống thành cái rồi. Và bây giờ cho người ta chọn các cái quyền mình sử dụng select. Mình sử dụng select, đặt cho nó cái tên. Vậy thì ở đây là cho from chỗ này. Option. Thì option có hai chỗ đúng không? Một value là cái giá trị dấu đi. Ví dụ mình đặt nó là R1, show cho người ta thấy là cái chữ from 1. Select option. Rồi 2, 3, 4 gì đó, chúng ta đưa các cái quyền vô đây. Rồi chạy thử cái. Vậy thì vào trong web XML, cho lại cái trang mồi là trang index. Muốn lấy giá trị của Robobot, các bạn vào ở trong Account Controller xuống to Boss ha. Bây giờ tới chỗ này là chúng ta có Robobot rất là lít nha. Cũng lấy giống như của radio lúc nãy, giả sử mình lấy cái quyền người ta chọn ra from guest parameter, chúng ta chỉ tới cái tên của function đó. Rồi chúng ta cũng truyền nó qua ở phía bên trong cái trang resolve. Vậy thì bây giờ các bạn qua bên đó các bạn show ra. Đó, cái cách lấy cũng giống như của radio. Value nha. Ví dụ các bạn mới đặt câu hỏi của là sao lấy cái tên, mới muốn mình lấy được cái value là cái mã của nó rồi, thì mình truy xuất cái số liệu mình lôi cả đối tượng lên chứ gì nữa, đúng chưa các bạn? Thì tới đó lấy gì chấm lấy xong được ha. Đó, nhưng mà cái kết quả mình lấy là lấy về cái value ở trong cái phần control thôi. Rồi đó là chúng ta có được cái drop down. Rồi bây giờ tới chọn cái hình để chúng ta up lên. Thì cái cơ chế up hình ở trong ZB nó khác so với mình làm đối với AdminNet MVC. AdminNet MVC khi mà mình up cái hình lên á là chúng ta lấy được liền cái hình ở trong cái folder. Nhưng mà đối với Elip này nè, khi nó chạy á là nó sẽ làm cái cơ chế như vậy. Nó view cái process hiện tại của mình thành một cái process public và nó sẽ tẩy lên trên một cái chỗ nào đó mình lưu ở trong server của mình. Đó, hai cái nơi đó là khác nhau. Và khi up là nó up vào trong cái chỗ mà nó public cái source code ra. Được chưa các bạn? Chứ nó phải là up vô trong cái process. Do đó các bạn chạy lên, các bạn sẽ từng hỏi câu hỏi là tại sao không thấy trong cái process, tại vì cái cơ chế nó xử lý khác so với Visual. Visual là up lên cái là thấy trong cái folder đó liền. Còn ông này up là up vô cái chỗ mà public cái process để hợp tác nó chạy.
được không các bạn? Đó, chút xíu nữa mình sẽ thấy cái điều gì đó. Vậy thì bây giờ thứ nhất đó là để upload một cái hình lên, thì trong cái form của mình chúng ta cần thêm cái thuộc tính entity phải không? À, trong kỳ 3 chúng ta upload các bạn cũng phải gắn cái hình này, cái thuộc tính này đó. Do đó mở lại index thêm cái form vô, trong cái form gắn cái thuộc tính entity vô. Nhớ cái thuộc tính này nha, để coi up hoài nó không lên á. Multipath form data bắt buộc phải có cái thuộc tính này. Lớp kỳ 3 các bạn có thêm thuộc tính này vào trong cái HTML bị in form đó. Có ở trong web đó. Trong web là một ấp hình là phải xài này. Anh nói là đi nhát rồi không về. Nghĩ vậy đi. Góp đấy, xong chưa? Vậy thì góp cái ron xuống thành photo. Thành photo. Và bây giờ sử dụng input type file cho nó cái tên đi. Photo. Điền cái dòng photo. Và bây giờ nè mọi người, đối với cái HTML á thì bây giờ các bạn thêm cái thuộc tính accept. Đó. Giả sử sau này là mình cho người ta up hình thôi, hoặc là mình cho người ta up những cái kiểu file mình mong muốn, thì mình sử dụng accept thì mình làm để cho nó filter ra. Vậy thì bây giờ thầy muốn là chỉ up hình GIF, CSS, PNG thôi. Thì trong trường hợp này những cái hình đó đó, máy nó sẽ quy định là nếu mà kiểu GIF thì là image GIF, đúng không? Kiểu CSS là image CSV. Kiểu PNG là image PNG. Thì bây giờ mình chung một cái là image sao đi. Ý nói rằng là nếu mà cái hình là nó sẽ có cái kiểu như vậy. Do đó cái chỗ accept này nè, chúng ta sẽ đi chỉ ra cái kiểu file mà chúng ta mong muốn. Vậy thì image sao. Đó là nó filter những cái hình đó. Nhớ email chứ không có vì mẹ ép nha mọi người. Email này là cái kiểu của cái hình mà ở trong mọi người lập trình nó quy định. Không cần ép cái phần tờ rồi. Chạy thử đi. Vậy thì bây giờ mình browse tới một cái hình thử coi nó sao. Chưa up nha. Có thể tìm này chưa up nha. Mới là chọn được cái file thôi. Còn up mà phải biết mới có nữa. Rồi nó accept cho nó là image sao. Vậy thì chạy thử cái đó mình round tới thì các bạn thấy trong trường hợp này đây nè, các bạn thấy trong cái filter của cái dialog này nó có cái image file thôi nè đó, và các bạn thấy vô là nó chỉ fill những cái hình ra thôi này đó. Thế là nó mình filter ra biết gì không, đỡ cái bước phải biết kiểm tra. Nếu gì chờ á, ví dụ chỗ đó mình cho nó up cái hình đồ file, rút cái file Word lên. Ủa sao em có thể ngồi file đúng rồi, nó bắt cái chuyện đó, mình phải ngồi biết kiểm tra. Sao em mà nói làm kiểm như Facebook. Không có thể. Thì hồi đó đó là chúng ta xác, chúng ta làm ở trong máy Business MVC á, là trong cái web cần thiết nó sẽ xác định là cái massage file mà mình chứa lại mình up lên ở trong đó là bao nhiêu, mình có thể xác định ở trong đó. Thì bây giờ đối với Sava là chúng ta sử dụng cái annotation. Thì cái đầu tiên là chúng ta có cái annotation multipath cần thiết là nó dùng để xác định cái kích thước file mà mình gửi lên trên server là được bao nhiêu. Đó, max file size và max request size là cái kích thước mà mỗi lần mình request mình gửi lên, mình up lên trên tôn gác là được kích thước bao nhiêu làm đây, mình đang xác định đây. Đó, 50 mm ha. Và chúng ta có hai cái hàm. Cái hàm thứ nhất là cái hàm get file name là nó đọc ở trong cái request gửi lên ra được cái file đó. Họ lấy cái tên file ra nè. Thế và chúng ta có cái hàm upload file để mình up cái làm hai chuyện, up cái file vào cái chỗ public của cái process của mình để mình chạy ở trên cái server Tomcat,
và đồng thời nó trả về cái tên file vừa được up lên, thì có phải mai mốt mình lấy cái tên file thì mình lưu xuống cái số liệu không? Đúng không mọi người? Đó, rồi vậy thì đây lên Facebook lấy về ha, bắt đầu mình đưa vào trong cái đồ sách của mình nè. Rồi vậy thì thứ nhất cái lớp là lớp copy cái cấu hình A cộng multipath config vào chỗ này, lên trên cái đầu tiên đó, lên trên này các bạn thấy có A cộng web serverless được ha, hiểu không mọi người? Sao hai cái multipath config được không? Ủa, hai cái nữa, cái thôi thầy làm hai cái, đó là cái gì vậy trời? Lấy cái bọn cái, lấy cái bọn cái thôi, kệ làm sao vậy? Ừ, làm bọn cái đi. Rồi thầy mới xóa. Rồi ha. Import nó vô thì cái multipath config này nó nằm ở trong cái bất kỳ serverless.annotation. Thì từ ở trong serverless ta là chúng ta xài annotation, chúng ta làm hover chuột của nó đó. Đây nó nằm trong cái bất kỳ này ha. Đâu rồi. Đây nè. Import nó vô không thấy. Import vô. Hover chuột bên tự sẽ gợi ý mình chọn vô thôi. Đó. Rồi chúng ta có multipath config để xác định cái cấu hình, cái file được up lên bao nhiêu và trong cái request gửi lên thì tối đa kích thước bao nhiêu. Ở trong ArchNet MVC là những cái thông số thì nó có nằm sẵn ở trong web chấm config đó, nó chỉ có ở nhà chứ không phải có đâu, tại vì mình làm visual thì visual nó tạo sẵn hết trơn rồi, phát sinh cái rồi xét cái rẹt cái đó, nó tạo sẵn nên các bạn ấy bị mờ đi với cái chuyện cấu hình này. Nhưng mà làm sao mà do các bạn mở cái web của mình đi, nó cũng một người cấu hình để trong đó chứ đâu phải ít đâu à. Rồi vậy thì bây giờ tiếp tục nè, bây giờ tới cái chuyện upload, vậy thì copy hai cái hàm mà hồi nãy thầy vừa gửi cho lớp đó, trong cái post thứ hai của trên Facebook đó, chúng ta cướp hai cái hàm đó, chúng ta bỏ ngang hàng với do get và do post đi mọi người. Lớp bỏ nó vào ngang hàng ở đây luôn. Nó ở đây ha, bắt nó vô. Nó mấy cái sụp mất em bỏ này mà đi dạy lại chứ không làm sao. Rồi vậy thì thứ nhất nè, là mình đụng tới file đồ này nọ thì phải có bất kỳ server.io thôi, làm việc với cái file, mấy cái stream. Do đó lên trên này cái bọt đi các bạn, lên trên á, sau khi bắt vô rồi được nha, bỏ ngang hàng với hàng đó. Đúng rồi, rồi import server.io chấm sau. Cái bắt kịp này là xài với file được mớ lỗi rồi đó. Rồi, vậy thì bây giờ kéo xuống dưới coi còn cái gì nữa, còn cái bạc này nè. Hover chuột lên thì các bạn sẽ đi import nó. Coi chừng import nhầm nha, nó có một số cái bắt kịp nó đang xài tới cái last bạc này. Thì các bạn import từ cái bucket server.serverless.http. Cái chỗ mà cái hàm get file name kiểu hôn lớp ơi, hover chuột lên trên đó, chúng ta sẽ import server.serverless.http. Ok, giải quyết nó sẽ thư viện cho nó. Rồi giờ chỉ còn có cái lỗi thôi là cái ông upload dir. Upload dir là cái đường dẫn tới cái folder mà mình sẽ upload. Và lưu ý nha, nhắc lại là up trong nó không có thấy ở trong này đâu nha, mà nó sẽ thấy vào trong cái chỗ khác. Vậy thì bây giờ mình xác định là mình có cái folder email đi, mình muốn hình up là up vô đây được không mọi người? Vậy thì thôi mình sẽ lên trên mình khai báo cái biến cho mình chứa lại cái đường dẫn cái hình cho nó xài chung đi. Thì thường cái biến có thể đặt ở đây nè, thầy đặt thành cái thuộc tính của cái serverless này luôn đó, là thầy lên trên này thầy khai báo một cái biến tên là upload dir giống ở dưới đó, và mình sẽ để cái đường dẫn tới cái folder mà mình upload. Rồi như vậy là cái serverless mình hết lỗi rồi đó và chúng ta up được rồi. Rồi vậy thì giờ bắt đầu mình gọi nó vô mình xài. Vậy thì hồi nãy đó là chúng ta đặt cái chỗ cái upload file của mình, cái chọn file là cái photo. Ờ từ từ hả? Rồi thì chờ ha. Copy cái hàng này. Copy cái tên.
Rồi được rồi. À cái chỗ này thì nói chút xíu nữa nè. Hồi nãy của mình á là cái tên của cái file mình đặt là nó là photo. Thì mới mốt nếu các bạn đặt cái tên khác đó đó thì các bạn xuống cái hàm mà upload file đó ngay cái chỗ này nè. Đây nè, đây là cái tên của cái control input hai file hồi nãy đó. Nếu mà mình đặt ABC thì mốt như đây sửa ABC. Được ha. Cái này nó giống như cái của IPNet MVC. IPNet MVC nghe cái tần số HTTP Hosted Wi-Fi thì cái tên của cái biến phải tùng trùng với cái input Wi-Fi ở trong cái bên của mình đó. Chúng ta lái nào đó chứ phải không có đâu. Rồi, vậy là giờ là mình đã biết được là người ta up cái file gì lên rồi, tên gì. Và mình sẽ đi coi thử cái đường dẫn. Thì ở đây nè, trong cái hàm thầy biết thì cũng có cố tình về sử dụng sit-out.readline để phải in cái đường dẫn ra. Cái đường dẫn và cái chỗ nó ẩn file á. Do đó bây giờ mình bắt đầu mình gọi là lớp lên trên này. Mình sẽ đi chỗ này là upload file. Đó, upload file. Vậy thì bây giờ thầy up cái file thầy mong muốn lấy gì cái tên file mình up đi. Coi nó là gì. Vậy thì bây giờ thầy khai báo cái biến photo. Chúng ta sẽ đi gọi cái hàm upload file. Bỏ cái request vô. Vậy là xong. Là up cái file lên được và lấy được cái tên nó ra rồi. Thử mình sử dụng sit out để mình check thử coi nó làm sao. Coi cái phần tên gì. Photo. Đó. Rồi cái hàm upload file vào lại chúng ta vừa cốp ở dưới lên. Rồi vậy thì giờ lớp chạy thử đi mà. Đó, lớp chọn một cái hình. Sau đó mở cửa sổ console nha. Mình check ở cái cửa sổ console với clip nha. Thôi thấy được cái giá trị gì trong đó. Nhớ cái nút sao. Rồi, thấy mấy cái đường dẫn không lớp ơi. Mở cửa sổ console đi. Coi thứ nhất là thấy chỗ cái photo mình có lấy được cái tên file mình up chưa. Cái thứ hai là thấy một số cái đường dẫn đúng không. Đó. Ồ ạ. Rồi để thì test thử trước cái nè mọi người. Rồi vậy thì giờ nè. Chạy. Rồi chọn process chạy lại cái coi nó làm sao. Run on server. Rồi đây. Và bây giờ round file nè. Chọn cái hình thức 1 nè. Clip nút sale nè. Rồi vậy thì mở cái console của Inip nè. Đó, đây là kết quả mong muốn nè lớp ơi. Thứ nhất là photo là mình lấy được cái tên hình ra rồi nè. Đây, thông 1.clip nè. Và cái thứ hai là chúng ta có cái paypad. Thấy cái thuộc tính paypad chưa? Đó, đó là cái đường dẫn mà cái process của mình sẽ được publish ra khi mà mình dạy lên với mọi người. Đây nè, cái paypad này nè. Chính là cái đường dẫn mà mỗi lần process mình dạy nó sẽ biên dịch ra. Nó đẩy vô đây rồi nó mới start lên trong tên cát. Mình hiểu cái cơ chế của nó là như vậy đó. Được chưa? Thầy cố định thầy in ra để mình thấy cái đường dẫn này đó. Rồi giờ vô đó đi lớp. Vô cái chỗ cái đường dẫn paypad đó đi. Có nguyên cái đó dùng vô trong cái Explorer của Windows đó. Nó dẫn cho nó lớp thấy coi thấy gì. À, được rồi. Đó bay bát ở trong kia chạy lên từ cái xanh nè. Cái sao sau á chẳng không hiện. Thì nó cũng qua. Chọn đi. Giờ nó sao rồi mở lại. Về sẽ sẵn đi quay mất vào kìa. Một bay gì đây. Photo. Không có cái này rồi. Thấy là ở trong nhớ. Cô phải chọn hình có sẵn hay sẵn photo. Không, cho mình khác chứ. Vô em là photo thì cái đường dẫn của mình cũng là photo. Đúng rồi, quét tình tên. Và chỗ này hồi nãy bên đây mình đặt nó là cái gì? Photo thì ở trong này là như này là photo. Và chúng ta lên rồi. Ủa, sao có e, xịp, xe ba như vậy? Ủa, thầy mình lấy ở trong đây ha. Không, lấy ở trong đây nha. Lấy trong đây nha. Ủa, sao chỗ này có e, xịp, ba ha? Ủa, e, em luôn đúng không? Ủa, đang có e. Nhưng mà tự nhiên nó lấy luôn cái gì vậy? Cho chúng hình thôi mà. Kỹ.
Đây là những cái process của mình đang được chứa và mỗi lần chạy nó biên dịch. Mình muốn mình làm web xong á, mình đưa cho khách hàng là đưa cái mớ này. Thì các bạn thấy là trong này không hề có Coursera mà nó sẽ được biên dịch ở đâu? Vào trong web info. Có thấy có cái folder last chưa? Là mấy cái mắc kiệt của mình nó sẽ được biên dịch thành cái này. Và đây là cái file nó biên dịch nè. Đây nè, Coursera của mình sẽ được biên dịch thành cái mớ này. À. Và khi nó chạy là nó sẽ làm cái hành động là nó chuyển cái đồ set này của mình biên dịch ra thành cái đồ set ở trong cái chỗ này. Được không bạn? Mình phải hiểu cái cơ chế nó hoạt động nó như vậy đó. Rồi, và có phải là bây giờ vào email thấy cái hình mình up lên không? Vào bên tờ email đi. Thấy chỗ này. À đúng rồi, không sao đâu, không bị được. Hello mày. Rồi ở trong email nè. Mình show cái hình bình thường đó mọi người. Mình sẽ đẩy cái hình này vào ở phía bên trong kia. Vậy là request set attribute photo bằng cái tên hình mà mình vừa up lên. Đưa cho khách hàng á. Là mình đưa nguyên cái bộ sụn này. Mình không có đưa cái bộ sụn này nha. Không có đưa cái bộ này nha. Mình đưa cái kia. Giống như các bạn làm viết án đi hết trong PC. Các bạn đâu có đưa nguyên cả cái sụn bự vậy. Các bạn bớt list nó ra thành cái file DUL. Mình phải có biên dịch những cái chỗ nào viết xe sắp vào trong cái file DUL á. Ví dụ những cái chỗ mình truy vấn cái số liệu bằng em đi trong Word. Mình viết những cái controller, mình viết những cái hàm trong đó. Là không có đưa. Nó bớt biết thật nhiều eo, đưa bán cái kia. Đó, nó xài vẫn được nhưng mà nó không thể sụt. Nếu như mình cài Word Office vậy mình biết được là có một cài nhưng mà biết cái gì đâu biết được. Nó mà người đưa ở trong cái chỗ này đúng rồi mọi người. Cái mớ mà hồi nãy mình vừa dẫn thì được dẫn vô đây nè. Đưa cái này nè. Đẩy tại vì nó cái cục này nè. Đây nè, nguyên cái bộ này nè. Đó, bạn thấy không? Cái bộ này rất đơn giản, thư viện có và cái lót nó có nhiều hơn. Nghĩ là phần mềm bao giàu đúng không? Đưa cục này bán cái $100 gấp, cái $100 gấp, cái $100. Bởi vậy Microsoft Bill Gates giàu nhất thế giới đúng không? Bạn thấy không? Biết có lần mà mình cứ gấp $100 biết không nhiều tiền. Bây giờ mình show cái hình nó lên web thử coi được không? Mới mốt là đem cái này lớp lưu xuống cái sở liệu á, cái cột photo của cái thằng nhà cao hoặc là photo của product đó là cái này luôn cái tên hình chứ gì nữa đúng không? Chứ cái sở liệu là luôn tên hình của cái file mình đã up lên trên cái phần mềm may rồi đó. Do đó bây giờ vào ở trong cái file resource.zp show cái hình ra đi đó. Vậy là chỗ này show cái hình ảnh này ra photo nè. Rồi, nó mốt cho nó up lên làm cái hình profile của nó đó. Vậy thì giờ chỗ này email vẫn sử dụng cái đường dẫn giống như một cái hình mình đã có trong folder email ha. Là chúng ta có folder email nè. Tiền xì tới đô la đóng mở. Photo là cái miếng vừa nãy qua đó. Cho độ rộng chút xíu đi, rạc một lại. Rồi, xong. Thì chỗ này là chiều cao. Rồi đó, bây giờ chọn cái hình up lên cái là cái hình đưa vô cho cái chỗ Maymax nãy và đồng thời mình show cái hình được lên trên web. Cái chỗ Android trong Maymax không phải là cái gì vậy? Đó là nó, khi mà mình show cái hình cái mình hover chuột cái chữ cái nhỏ thì hiện tại ra. Nhưng mà cái đó bạn bị sao bị trình duyệt Google cho cái Firefox nó không hỗ trợ đó mà chỉ có IE thôi. Mà bây giờ nó bỏ cái đó nó thay thế bằng cái đục tính này là tương đương nhưng mà hỗ trợ qua cái truyền diệt là title. Giờ ta xài cái title nè, thử cái đi, ví dụ My Photo đó, các bạn hồi vô cái hình lên hover chuột đụng lên cái hình nó đừng giúp nhích chuột nó show cái chữ đó cho mình. Một số cái nó sử dụng nó tận dụng cái này để nó làm mấy cái gì mà biết không, mấy cái mà bán sản phẩm cái hover chuột cái nó có cái đai lóc nhỏ nó show ra cái thông tin sản phẩm á, mấy cái trang bán hàng một số trang mấy cái kiểu vậy đó. Thì đó nó chơi chiêu đó. Nó biết thêm JavaScript để xử lý cái chuyện đó thôi. Hover chuột lên cái đầu đó. Đó.
Rồi thử cái ha. Đó, mong muốn là chọn cái hình thì thứ nhất là vô cái Paypass đó kiểm tra cái hình up lên được, và đồng thời mình show lên trên web được. Rồi vậy thì đây thì chọn cái thông ba. Rồi lấy chuẩn new sale đây nè, hình lên rồi nè. Và ở trong cái Paypass của mình, trong cái folder email đó ẩn nè, hình lên luôn rồi nè. Đây, và show lên web lại. Đây nè, cái title nãy đó. Micro các bạn. ALT bây giờ là trình diện. Một số cái nó không có sức bọt. Vậy thì giờ về index.csv hay định thì nó có giao diện đâu, để đâu cũng được hết. Miễn sao mà nằm trong cái form thôi. Rồi, vậy thì thôi nhét nó ở dưới này đi, cái nút đi. Đi búa cái file. Em ID để cho ba leo cho một đi, ví dụ vậy. Đó, cho cái hai lần. Bây giờ mình lấy giá trị hai lần thì mới mốt mấy cái edit đồ này nọ đó, là chúng ta sử dụng hai lần để là chứa lại mã của cái đối tượng cần cập nhật. Thì bây giờ mình lấy giá trị của hai lần ra thì giống hệt như của username, của password, của test area. Rồi mong muốn học được cái ACC1 này ha, vào trong serverless lấy tới hai lần. Lấy tới hai lần. Cái chỗ cái hình đó đó là mới mốt có, ví dụ như là mình check cho người ta không chọn thì mình dán một cái mô bị máy. Rồi nó ví dụ mấy cái trang đăng ký mà nó cái chỗ tài khoản mà mình không chọn hình cái show nó mặt xám xám á. À, đó. Mình cũng sao nói cái gì. Đúng rồi, mình sẽ có cái hình mặc lệnh mình để nôi mày chứng giếp hay gì đó, chứng giếp phép gì chuyện mình. Thì mình kiểm tra nếu photo mà ENT thì mình dán photo bằng cái nôi mày đó. À, vậy thì bây giờ mình sẽ có cái ID nè. Mình sẽ request guest parameter nè. Và chỗ này mình lấy ID. Rồi và mình cũng đẩy qua luôn đi, set attribute ID bằng cái giá trị ID. Rồi các bạn vào trong cái trang resource, chúng ta show cái giá trị của nó. Như vậy là chúng ta đã lấy được hết mấy cái giá trị của control trong form rồi. Nha. Test box, test area, radio, check box list, record list, file và header. Rồi bên kia thì cứ lấy giá trị giống như của username thôi, hoặc là của description thôi, coi nó lấy được cái giá trị của cái header hay không. Sau cái này sẵn form nè, mình nói về cái mã hóa password luôn, không có mình xài. Nó học kỳ ba bạn thường xài SH1 hả? Em đang đi đăng đúng không? Làm biết đó rồi. Em dễ đâu? Đó, không dễ đâu. Không được không được. Sao tại Google đi? Có cái nào hổ cái đó cho người thường cũng biết. Thì nhớ cơ, ta nhớ qua làm cái mã hóa gì cũng có gì đang ở tận bên nè. Có cái gì vô quán gì đó đúng không? Cái đó là em nhớ là nó mở cho một cái chuỗi nhảy vô. Rồi vậy thì giờ đó mình lấy được password rồi thì đâu có chuyện mà để password đồ lộ vậy dễ ăn vậy đúng không, mà chúng ta mã hóa nó thì nói về mã hóa thì chúng ta có hai kiểu, một chiều với mã hóa hai chiều. Mở một chiều thì chúng ta sẽ có cái chuỗi ban đầu mở thành cái chuỗi và không dễ mang ngược lại, mở hai chiều thì làm được cái chuyện đó. Và trong cái mã hóa một chiều đó đó có một số thuật toán, một là thuật toán với cái chuỗi cố định, cụ thể là hai cái ông mà rất thường hay sử dụng đó là MD5 và SH1.
thì hai cái ông đó thì cũng là mã hóa một chiều, và cái chuỗi mình hướng về được là cái chuỗi cố định. Nhưng mà ở tháng 21 thì cái chuỗi nó dài hơn, do đó cái chuỗi dài hơn thì cái chuyện mà khóa nó khó hơn. Nhưng mà các bạn thấy á, cái hạn chế của nó là gì? Là mình có một cái chuỗi như vậy là lớp ơi, mình có cái chuỗi A thì cái chuỗi mã hóa là vậy. Ví dụ nha, thì cái ông này là chết luôn thôi, chứ cái từ A có nghĩa là miễn thấy mốt mà thấy cái chuỗi này là biết đó là nó nhập A đó. Yeah. Đó, vậy thì bây giờ với cái sự phát triển của cái phần cứng hiện giờ, thì cái chuyện mà tổ hợp lại các cái trường hợp ta so đó, là cái chuyện đó là nhiều cái máy rất là mạnh, máy tính mạnh nó có thể phá trong vòng mấy giờ là xong. Bắt đầu nó tổ hợp, ví dụ A không được, A1 không được, A12, A13 đó, nó hàng tỷ tỷ cái tổ hợp như vậy. Nhưng mà với cái tốc độ xử lý nhanh hiện giờ thì cái chuyện đó là bị phá dễ dàng, là gọi là gà chết.